Xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube của anh Video xin giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm loa thuộc nhóm high end của hãng Fine Audio có cái tên là Classic 12. Classic 12 thì thuộc dòng Vintage, đúng ra cái dòng, cái tên đầy đủ nó là Vintage Classic 12. Chúng ta biết là Fine Audio là họ đã thành danh với các cái dòng sản phẩm như là F700, F500, F300. Và đỉnh cao của Fine Audio chính là F1. Nó có hai model là F110 và F112. Thì năm ngoái họ cho ra dòng sản phẩm Vintage, trong đó thì họ chia ra Vintage và Vintage Classic. Chúng ta biết cái từ Vintage thì là một cái nghĩa, nó nói về một cái sản phẩm quý giá mà nếu mà nó cách cái mà chúng thời mà chúng ta đang nói từ 20 năm về trước á, thì nó gọi là Vintage. Thì dĩ nhiên một cái sản phẩm nào nó có giá trị thì nó mới được vào cái tên là Vintage. Thì chúng ta biết là cứ cách 20 năm như cái đồng hồ hoặc là loa hoặc là bất kỳ một cái đồ vật nào mà giá trị, nhưng mà rồi ra đời cách đây 20 năm, trên 20 năm thì nếu nó giá trị thì nó gọi là Vintage. Thì hãng Fine Audio họ dùng cái tên đó họ đặt cho cái dòng sản phẩm đó, ý muốn nói là dòng sản phẩm họ ra đời thì cũng là sẽ một cái dòng sản phẩm có tính chất là quý, hay và đẳng cấp, nó là high end. Thiết kế của cái loa, của cái dòng Classic này á, thì nó, từ họ dùng là retro. Retro cũng ý muốn nói là một cái thiết kế mà nó hướng về những cái hình thức ở những cái thập niên trước, nhất đặc biệt là thập niên 1970. Vốn là những thập niên đó, những cái dòng sản phẩm loa nó rất là nổi danh ở vào cái thập niên đó. Và cái từ retro nó muốn đề cập đến một cái sản phẩm thiết kế theo cái hơi hướng hoài cổ. Như vậy chúng ta hiểu là Vintage là những cái sản phẩm có giá trị và ra đời cách đây 20 năm và thiết kế theo hướng retro, có nghĩa là thiết kế theo cái hướng hoài cổ ở cái thập niên 1970. Quay lại cái sản phẩm này, bởi vì thiết kế theo phong cách đó thì chúng ta thấy tổng thể của cái loa đó thì nó cũng theo phong cách đơn giản, vuông vắn, không có nhiều góc cạnh. Mà tuy nhiên, nhà thiết kế họ cũng muốn lồng ghép những cái gì mà ưu tú, ưu điểm của cái thập niên đó vào cái thời hiện đại, cho nên họ nhấn nhá thêm những cái đường nét và những cái thiết bị họ lắp ráp vào cái thùng loa thì cũng ở cái thời điểm này nó phù hợp với những cái dòng nhạc bây giờ, cách hòa âm và ở cái thời điểm hiện nay. Chúng ta biết là rất nhiều thập niên trước thì những cái bản phối, những cái bản hòa âm nó đơn giản hơn. Bây giờ với những cái nhạc, nhiều nhạc cụ và cái kỹ thuật hòa âm, cho nên những driver, những cái củ loa cũng như những cái cổ phân tần họ phải đáp ứng với cái dòng nhạc hiện nay. Chúng ta biết là có thể lên đến cả 100 kHz khi các cái phối, bản phối với những cái chi tiết nhạc cụ nó như vậy. Loa này có kích thước là chúng ta biết là 1m1 cao và bề ngang nó khoảng 57 cm, bề sâu nó là cũng tầm đó. Đấy, chúng ta thấy như vậy. Độ nhảy của loa này cũng thuộc nhóm độ nhảy cao là 96 dB và đáp ứng tần số nó 25Hz cho đến 26 kHz. Cái loa này á thì nó có 4 cái đặc điểm quan trọng mà chúng ta có thể biết là cũng xem như là cái bảo bối của cái hãng loa này, họ áp dụng cho toàn bộ các cái dòng sản phẩm của họ. Đó là
Nó gọi là ISO flare. ISO flare ý muốn nó cái củ loa đồng trục. Họ đặt cái tên là như vậy, ISO ghép với cái từ flare. Cho nên vì ISO là cái từ tiếng Anh, nó có cái từ là isotopic và cái từ flare nó ghép vào để nó đặt tên cho cái củ loa. Tương tự như vậy thì bên Tannoy họ cũng có cái củ loa đồng trục, nhưng mà cái tên nó không phải như vậy, tên là Constrict. Còn ông Bomil á, khi ông đặt cái tên loa, khi ông chế ra cái loa này thì ông đặt cái tên là isoflare. Ý muốn nói cái isotopic á, cái từ đó đó là ý muốn nói là tất cả những cái giá trị, những cái chỉ số mà đến tai người nghe đó, thì bất kỳ cái âm thanh đó, bất kỳ nơi đâu nó đến tai người nghe thì cùng một giá trị, cùng một chỉ số, đúng là cùng một cái âm lượng. Thì ông muốn nói là bởi vì ông làm theo cái loa này cho nên cái khi mà âm thanh nó đến tai người nghe đó, nó hài hòa cả về âm tần số chép cũng như âm tần số bass, dù bạn ngồi ở cái vị trí nơi đâu. Đó. Cái flare này là cái ống nó rộng ra, nó rộng ra và như cái phễu vậy đó. Còn cái isotopic đó, để cắt cái từ ghép vào cái từ flare đây đó, là khi bạn xuất phát từ một điểm và khi bạn ngồi ở vị trí này, dù cái loa nó nằm ở cái vị trí khác thì cái âm thanh nó đến tai người nghe thì có giá trị giống như là có một người ngồi kế bên, cả hai cùng đạt đến một cái chất âm như vậy. Cái ý nghĩa của cái loa, củ loa ông đặt ông cái tên này như vậy. Cái yếu tố kỹ thuật thứ hai đó chính là cái Bass Truss. Cái này á thì nó áp dụng cho cả các cái dòng loa của dòng file audio. Thì ý muốn cái hệ thống thông hơi á, thoát hơi của cái dòng loa này á, thì khi cái củ loa nó hoạt động, nó tạo ra một cái áp âm, nó đi ra, nó cộng hưởng để nó tạo cái âm trầm sâu hơn, thì các hãng họ đều có cái kỹ thuật, như loa của Tannoy thì họ có cái ma trận dắt dích, dích dắt ở bên trong loa để nó tạo cái hơi xuống, cái cộng hưởng cái loa bass xuống, trầm, âm trầm xuống sâu. Thì khác với những cái loa của Tannoy á, thì ông Bomil á, ông chế ra cái kỹ thuật riêng cho cái hãng loa file audio. Và xem như là độc quyền, có đăng ký, không ai mà có thể giả được. Hoặc áp âm thoát xuống dưới đáy loa, mà không đơn giản là thoát xuống, mà thoát xuống ở một góc. Dưới đáy loa nó có một cái phễu hình nón, nó ấp ngược lên, và khi hơi nó thoát xuống á, thì nó chạm phải cái phễu đó, hình nón đó, thì nó sẽ phả ra 360 độ, nó làm cái âm bass nó mềm đi và nó lan tỏa sâu. Nó tránh đi cái góc 90 độ nó gây, mà vốn sẽ dễ bị gây nhiễu loạn ở cái khu vực thoát âm, thoát hơi đó. Cho nên đó là một cái điểm, cũng là một cái đặc điểm kỹ thuật quan trọng mà cái tính chất quyết định những cái cặp loa của hãng Phai này, họ tạo cái âm thanh bass trầm mạnh mà có cái tính lan tỏa, cái dễ gây xúc động người nghe hơn. Đặc điểm thứ ba là cái kỹ thuật nó gọi là file flute, là có cái gân nhúng á, họ làm những cái điểm lồi lõm nhằm mục đích á, là để tránh cộng hưởng trên chính cái mặt loa này, trên chính cái mặt loa này. Như vậy thì họ làm cái gân, chúng ta thường thấy là cái gân trơn hả, không có gì hết, thì riêng cái hãng file audio họ làm cái gân nó có cái những cái lồi lõm như thế này, mục đích là để làm cho những cái cộng hưởng nó triệt triêu ngay đúng trên cái màn loa, để cho cái âm thanh nó đến tai mình ngay ngắn hơn. Và cái thứ tư, tất cả cái dòng loa của file cao cấp á, từ file từ F1 cũng như là cái dòng vintage, cả vintage classic á, thì họ làm các cái nút chỉnh. Thì trong này nó có hai cái nút chỉnh á, thì chỉnh energy và chỉnh presence. Thì theo hãng họ cho rằng á, chỉnh energy là nó có cái sự thay đổi từ 1 kHz cho đến 20 kHz. Khi ta chỉnh cái nút này thì cái âm thanh nó sẽ thay đổi. Còn cái
nút chỉnh regen xe nó sẽ thay đổi ở cái phạm vi trong vòng 5 kHz trở lại, trong phạm vi 4 đến 5 ngàn nó thay đổi. Thì như vậy khi mình đặt cái loa vào phòng nghe, mà nếu mình có thể chỉnh cái cụm crossover này, này, chỉnh cái năng lượng của trép, chỉnh cái dải âm ở 5 kHz để sao cho nó đáp ứng với cái phòng nghe chúng ta. Như vậy cho chúng ta can thiệp vào cái cụm crossover. Một đặc điểm khác mà cái hãng loa thời đại bây giờ họ làm cái cụm crossover rất là kỹ lưỡng. Riêng cái dòng của Vintage Classic này nè, của hãng Phai á, họ làm cụm crossover là dĩ nhiên á, những cái dòng high end thì crossover với cái những cái linh kiện họ phải chọn lọc rồi, hãng nào cũng thế. Nhưng mà kỹ thuật làm crossover nó rất là quan trọng, nó quyết định được là cái loa đó nó hay dở đó chứ phải không đâu. Ngoài cái thùng loa, ngoài cái củ loa tức là driver, thì cái phân tầng trong củ loa nó cũng quyết định cái tố chất, cái đặc tính riêng của từng hãng. Cái sự kết cấu của linh kiện trên cái bề mặt của crossover cũng như là chọn lọc tụ cuộn cảm trở trên cái cuộn crossover đó. Thì cái hãng loa này á, cuộn crossover sau khi họ ráp xong á, thì họ cho đông lạnh âm 196 độ ở cái mức đông lạnh lạnh như vậy, độ âm 96 độ âm, 196 độ âm. Sau đó họ rã đông từ từ cuộn crossover đó để chi ạ? À? Tại vì theo nguyên lý thì các cái trị số ở trên cái cuộn crossover nó sẽ bất biến khi hoạt động á, nó không có bị thay đổi vậy, nhờ cái phương pháp đông lạnh ở cái nhiệt độ âm 196 độ và rã đông từ từ như vậy á, thì các cái ứng suất, các cái hiệu suất trên cái những cái linh kiện đó nó sẽ không bị thay đổi khi hoạt động. Và chính vì vậy khi hoạt động ở thời gian ngắn và dài cũng như là thời gian về sau và trong tương lai thì nó không có thay đổi. Các cái cuộn crossover mà thời đại bây giờ mà các hãng high end họ đều làm như vậy. Ông Bowmill thì ông cũng phải ứng dụng những cái kỹ thuật mới bây giờ để ông làm những cái loa high end cho Fine Audio. Quay trở lại cái ông Bowmill, thì chúng ta nếu mà chúng ta theo dõi trong cái làng high end, chúng ta biết là con người nó quyết định được cái sản phẩm. Trong thể thao chúng ta thấy một cái yếu, một cái nhân vật, một cái ông huấn luyện viên, ông có thể thay đổi cục diện của một cái đội bóng, của một cái đất nước, chúng ta biết rồi, một cái nhân tố nó có thể thay đổi. Thì lĩnh vực sản xuất, một cái con người mà nắm kỹ thuật như ông Bowmill á, thì với 30 năm kinh nghiệm, một tiến sĩ chuyên ngành về âm học thế này á, kỹ thuật làm loa đó không có nhiều lắm trên cái thị trường loa đâu, không có nhiều lắm đâu. Tại vì ông gắn liền cái tên tuổi của ông, chúng tôi không muốn khi ông ra khỏi Tannoy, chúng tôi không muốn đề cập ông nữa. Tức như là ông đã chết, ông đã khởi nghiệp và ông dựng lên cái hãng loa Fine Audio. Thì tuy nhiên á, Việt Nam chúng ta thì biết rất nhiều đến cái hãng Tannoy. Thì cái dòng British là ông là một nhân vật có tính chất là quyết định cái dòng loa đó. Thì bây giờ ông làm cái dòng loa của Fine Audio. Ông Bowmill là một tiến sĩ, một cái người đam mê âm thanh từ rất là nhỏ và chế tạo ra những cái loa đơn giản để nghe từ hồi nhỏ. Tới nay ông là trên 60 và khởi nghiệp thành công, đưa cái hãng Fine Audio từ khởi nghiệp là đã thành công ngay với cái dòng 700 rất là được ăn khách của tại thị trường thế giới cũng như thị trường Việt Nam. Chúng ta đã biết F700 thì có F701, 702, 703, 704 bán rất chạy, âm thanh rất là dễ nghe, nhất là phù hợp với những cái dòng nhạc trữ tình của người Việt chúng ta. Như vậy tôi muốn nói là ông Bowmill này, ông chế tạo ra những cái dòng loa mà các cái tâm huyết của ông có thể thức hàng đêm để chế tạo ra những cái loa như là Vintage Classic 12 thế này. Chúng ta có thể hy vọng và tin vào cái bàn tay, cái những cái năm tháng làm trong những cái cho những cái loa high end thế này, và có nhân vật đó làm loa, chúng ta có thêm tin tưởng là cái loa mà chúng ta sở hữu là có giá trị, âm thanh phải hay.
cuối cùng chúng tôi nói đến tổng thể hoàn thiện của cái loa, thì loa nó được hoàn thiện theo cái gỗ, gỗ thật lát từng miếng, dán lên, và mặt lưới hay căng tre là bằng linen đó, với cái phong cách cũng quay về những thập niên 1970, tuy nhiên đó, cái màu sắc thì nó có tính chất tươi sáng hơn, nó làm cho cái loa vừa cổ điển nhưng mà nó phù hợp với cái nội thất hiện đại. Bây giờ chúng ta biết là trưng một cái loa vào phòng không đơn giản là chúng ta chú ý đến âm nhạc, mà cái loa đó nó cũng nằm đó, nó giá trị như vậy, nó phải có hình thức, phải đẹp để mình để vào cái phòng vừa nghe nhưng mà có thể vừa ngắm, đã làm điểm nhấn trong cái phòng khách của chúng ta. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn quý vị và nhớ quý vị bấm nút mà đăng ký kênh của anh Video, đăng ký bấm nút chuông, và có được thì bấm nút like luôn, tại vì YouTube họ sẽ đánh giá một cái video khi ra đăng lên YouTube thì nhiều like thì họ đẩy cái sản phẩm, đẩy cái video đó đi nhiều hơn, rồi nhiều người đăng ký thì cái kênh được uy tín, chúng tôi cũng có cái hứng thú khi làm những cái clip giới thiệu sản phẩm cũng như là clip về nói về kiến thức âm thanh để phục vụ cho quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.